Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Chú Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin mới nhất của ngày hôm nay nhé. Vinsmart sẽ bán điện thoại Aris 5G tại Mỹ. Theo như bà Nguyễn Thị Hồng, tổng giám đốc của khối điện thoại Vinsmart, trong năm 2021, điện thoại thương hiệu Vinsmart sẽ chính thức được đưa vào thị trường Mỹ qua các kênh phân phối. Trong đó thì model đầu tiên vào Mỹ là năm tới, đó chính là Aris 5G. Aris 5G thì hỗ trợ mạng 5G, băng tần sắp 6GHz. Đại diện Vinsmart thì cũng cho biết là sẽ đưa ra các sản phẩm hỗ trợ cả hai băng tần 5G tốt nhất hiện nay. Trong video thử nghiệm thực tế do Vinsmart cung cấp, khi mà ra mắt thì mẫu Aris 5G đạt tốc độ tải về là 568 MB/s, cao hơn rất nhiều so với 3G và 4G ở cùng vị trí. Máy kết nối 6 5G tại trạm phát thì đang thử nghiệm của nhà mạng Viettel. Ngoài trang bị kết nối mới thì Aris 5G cũng là smartphone đầu tiên của Vinsmart tích hợp chip bảo mật Quantit sử dụng công nghệ điện toán lượng tử do công ty này phối hợp với IDQ Thụy Sĩ phát triển. Theo Nikkei Asia Review, trước khi mang điện thoại Vinsmart sang Mỹ thì Vinsmart đã hợp tác để sản xuất gần 2 triệu điện thoại 4G cho nhà mạng AT&T của nước này. Và đó là những thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của ChuSmart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng ChuSmart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của ChuSmart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của ChuSmart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.